Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái vỏ 40 đôi. Vỏ này lắp bo mạch loa kéo nha. Kích thước của bo mạch là 19-38. Vỏ này có cũng khóa luôn. Vỏ này là rất là tiện lợi luôn. Khi mà cái nhà mà chỉnh nhạc rồi xong là mình khóa cái tủ này lại luôn nha. Hỏi ai mà chỉnh tới chỉnh tôi gì hết. Học mặt là 19-38. Đi kèm là bát được mình. Đây là hai chữ chép nha, hai chữ chép răng bằng, sử dụng chép 250, 350 đều, 450 đều nha. Bên dưới là hai lỗ bát 40. Đây, lưới e căng này rất là dày nha. Đây, bây giờ mình sẽ tháo ống hiểu ra cho cả nhà xem nha. Đây mình gỡ cái mặt nạ nó ra nha, đây là cái thiểu của nó. Đây chip 250, 350, 450 đều xài được nha. Thì bên kia cũng giống nhau thôi. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cái vỏ thùng cho cả nhà xem nha. Chiều ngang là 96. Sâu thì sâu nó là 48 nha. Hậu đó là 48 cm. Cao của nó là 82. Chiều cao tính từ mặt đất luôn là 82. 82 cm. Có cái lỗ để lít kia. Phía sau thì có hộp hộp để cái hộp micro luôn. Đây là hai lỗ bắt bình ắc quy. Thì cái này là ván MDF nha. Độ dày là 15 ly, là độ dày là phân rưỡi. Rồi, thì anh em nào mà quan tâm tới cái vỏ thùng này thì comment nha, comment nha, giúp phần bình luận cho mình hoặc là inbox số zip trên màn hình đó. Thì mình sẽ tư vấn cho anh em mua hàng nha, cũng như là đam mê lắp ráp. Rồi, nếu là lần đầu tiên cho anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới từ kênh của mình nha.